đôi khi người ta nhìn cái nghề môi trường bằng cái ánh mắt có người nói thật ra là khinh người. Người ta cứ nghĩ rằng những cô quét rác kia là những cô không có học, những cô vô văn hóa, những cô mà nói chung là học thức kém nên là không biết làm gì nên phải vào đây quét rác. Có một người dân này không bao giờ gọi là cô đổ rác ơi hay là cô môi trường ơi cả, lúc nào cũng gọi tôi là rác ơi, rác ơi, để cho tôi đổ. Thế thì nhiều lần tôi nghĩ là tôi rất là bức xúc rồi. Thế nhưng mà thực ra đúng là ngày hôm qua thì người ta lại gọi rác ơi. Thế thì tôi mới dừng lại. Tôi rất là bức xúc, là cháu nói thật với bà là bà gọi cháu rất là nhiều lần là rác rồi, mà cháu là người chứ không phải là rác, mà sao bà lại gọi cháu thế. Mình nghĩ là thôi, cái nghề của mình phục vụ thì mình phải nhịn, với cả cái người rác rưởi đã bẩn rồi thì mình làm sao, mình phải nghĩ là mình phải ăn nói làm sao có văn hóa, nói năng có lễ độ lễ phép. Từ lúc Hải sang ở riêng với mẹ là từ lúc Hải đi mẫu giáo, 4 giờ sáng bỏ con đi rồi, thế nên là Hải cũng phải rất là nhớ mẹ, nên là Nghị cũng thương con, nên là cái gì mà con thiệt thòi hơn các bạn mình phải cố gắng. Mình mà làm một công việc bình thường như các người khác thì con mình sẽ không bị thiệt thòi như mình đâu. Vì sao? Ví dụ những ngày lễ thì Tết mình không bao giờ có mặt ở nhà, không bao giờ được đưa con đi chơi bời như các bạn. Nhất là cái hôm 29-30 Tết thì nhìn thấy vợ chồng con cái người ta đèo nhau đi sắm Tết này, rồi mùng 1 đèo nhau đi chúc Tết, để đi lễ chùa này. Bảo ước gì mà bây giờ mình được về mình đèo con nó đi thì con nó sẽ vui hơn. Nói thì lại có vẻ cao xa quá, nhưng nếu mà mong ước bây giờ thì làm sao mà cái dịch Covid nó hết thật nhanh. Còn mong ước cho mình thì bây giờ chỉ mong mình có sức khỏe để đi làm và để nuôi con khôn lớn, và để nay mai thì mình già rồi thì con mình lập gia đình thì mình sẽ chăm lo con cháu cho con mình thôi. Cái hồi cháu bé, những cái hôm con được nghỉ thì là mẹ đèo con lên chỗ làm, đi lon ton chạy theo xe rác của mẹ một đoạn thôi, xong mà thôi vất vả lắm, lắng lắm thì thôi mẹ gửi con vào chỗ các bác bán kính, thế là mẹ đi làm hết ca thì mẹ quay về mẹ lại đón con. Con trai em bây giờ cũng tầm tuổi như là con trai chị ngày xưa. Vâng, cho nên là nghe câu chuyện đấy thấy xúc động lắm, bởi vì là cái điều mà đáng quý nhất của trẻ con là được đi làm với bố mẹ. Vâng, để hiểu được những cái nỗi nhọc nhằn của bố mẹ đã cho mình cái bát cơm như thế nào. Năm làm cái công việc này thì có bao giờ chị Hoa nhận được những cái lời phản đối hay là những cái ánh mắt nhìn của mọi người đôi khi làm chị chạnh lòng không? Thực ra là có. Vì là chị em công nhân của chúng tôi đi làm thì trên các ca, trên các tuyến đường thì là phải tuyên truyền, vận động nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không xả rác vào ban ngày. Cũng có những trường hợp mà chúng tôi đã nhắc nhở người dân nhưng mà có những các cái phản hồi và những lời lẽ không đẹp. Chúng ta đóng tiền thì chúng ta được đổ.
nhiều những cái chia sẻ như vậy để gửi tới các anh các chị, thay cho những cái món quà tinh thần mà chúng em rất muốn để trân trọng mọi người. Hai vợ chồng cùng một nghề, lấy nhau từ năm 2006, 27 thì mới sinh cháu. 23 Tết là con đã phải về quê với ông bà, từ 8 tháng đã phải xa mẹ. Thế sao? Bởi vì mẹ đi làm đêm hôm. Đến lúc mình đi làm cũng như là cứ đến giờ nước mắt rơi ràng, nhưng nhớ con. Cứ đi vừa đi làm vừa khóc. Em thấy thương em nhất đó là công việc của em thì thường là đi đêm hôm, và có những ngày lễ ngày Tết cũng phải đi trực. Những ngày Tết đau thừa thì thường mẹ em sẽ đón đau thừa cùng các cô chú ở điểm làm. Những nhà khác thì quây quần lại rồi tổ chức, nhưng mà nhà em thì thường là lùi những ngày sau đó vì mẹ em đi trực. Em cũng bảo mẹ tại sao không thể tìm một công việc khác nó đỡ vất vả hơn, thì mẹ bảo đây là công việc thì ai cũng nên chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ như thành thật ai thì đang cố gắng. Thì em bảo là cố gắng thì góp sức nho nhỏ để giúp thành phố xanh sạch đẹp. Cầu mong là để cho hết cái dịch bệnh đi, để cho anh chị em như là cũng yên tâm công tác. Con xin gửi lời chúc đến mẹ, còn thể các cô chú vệ sinh môi trường là các cô chú giữ thật nhiều sức khỏe và luôn tuân thủ đúng quy định 5K của y tế để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và xã hội. Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn. Cảm ơn các bác lao công rất là nhiều. Thật lòng cảm ơn họ, bởi vì nhờ có họ thì khu phố mình, nơi mình sống, con đường mình đi mới sạch sẽ. Cảm ơn các anh chị lao công đã hàng ngày hàng giờ làm cho đường phố như là xã hội này nó xanh sạch đẹp hơn. Con xin chúc các bác luôn luôn có một sức khỏe thật tốt, bình an. Con xin chúc các bác thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc của mình. Con chúc bố mẹ mạnh khỏe. Con chúc bố mẹ mạnh khỏe. Hết dịch bố mẹ về chơi với con. Hết dịch bố mẹ về chơi với con. Ô, hôm nay cô có áo đẹp thế. Áo có bố ai? Đây là bố con, đó đây là mẹ con, đó đây là con. Ôi giỏi quá. Vừa rồi là con anh Huyên đúng không ạ? Vâng, con trai bây giờ thì là được bao nhiêu tuổi rồi anh? Con trai bây giờ mới được 4 tuổi. Giãn cách thế này là cháu ở đâu hả anh? Cháu đã gửi ông bà ngoại ở quê. Rất nhớ cháu nhưng mà cũng ít được về. Có một nhân vật nữa mà chúng tôi cũng thấy ở trong hình ảnh vừa rồi. Con trai chị Hoa đúng không ạ? Vâng ạ. Con trai chị Hoa bây giờ là đang làm công việc gì ạ? Em thấy như là cháu làm bác sĩ ạ? Cháu đang làm ở dưới viện K3 Tân Triều ạ. Thế thì có bao giờ mà con có cái suy nghĩ gì về công việc của mẹ hay là khuyên mẹ điều gì trong chính cái công việc này không? Thực ra thì từ bé thì lúc mà cháu đã 5 tuổi rồi thì cháu đã đi theo mẹ đẩy rác với mẹ ở trong làng khu tập thể phường Yên Hòa. Và cháu trong những cái thời gian cháu được nghỉ hè là cháu đi theo mẹ suốt. Đến bây giờ thì nói chung là bạn cũng gặp được những cái trôi chảy và may mắn. Vâng, mà bây giờ là mẹ cũng rất là tự hào vì con trai mình rồi đúng không ạ? Em chúc mừng chị có được một thành quả thực sự lớn như vậy ở trong đời. Còn chị Toan thì sao ạ? Bạn học trường du lịch ra rồi nhưng mà Covid nên là bạn bán hàng online trên nhà. Vâng ạ, bây giờ thì em muốn là chị có thể lắng nghe bạn nhiều hơn. Con trai em ấy, thì xương gầy, con trai em ấy. Mình nghĩ là công việc của mẹ mình thì có gặp nhiều khó khăn ấy. Thì thứ nhất là về định kiến của xã hội. Mình nghĩ là nhiều người thì nghĩ là những cái công việc chân tay thì nó thường là nó sẽ không được coi trọng như công việc ngồi trong bàn giấy, làm việc trong cái môi trường nó không được trong lành ấy, có nhiều chất bẩn, nó ảnh hưởng đến sức khỏe trực tiếp ấy. Và trực tiếp không chỉ là bây giờ mà kiểu những vấn đề về xương khớp thì nó sẽ là kiểu không thể hồi phục lại được như xưa ấy. Chưa kể là cái ngành nghề này thường thì có những rác thì nó hay ở giữa đường, thì nó không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà ảnh hưởng đến tính mạng nữa, thì cũng rất là lo cho mẹ. Một lần thì bình thường sẽ có một cái xe mà thu gom đồ phế thải thì nó sẽ nâng cái xe rác lên, thì không may thì mẹ mình bị cái xe rác thì trúng vào ngón tay, thế nên là mẹ mình đã phải ngay lúc đấy sẽ phải đến bệnh viện để khâu cấp cứu ấy.
thì với cả phải nghỉ mất tầm một tháng để cho nó biết cho nó lành lắm. Và mình nghĩ đấy là lần mình lo nhất. Hồi cấp 1 với cả những cái năm đầu cấp 2 ấy, thì bố mẹ đứng sẵn rồi, đứng sẵn ở cổng trường khoảng tầm nửa tiếng chỉ đợi con ra là đón về thôi. Thì là thường là 4 rưỡi tan thì lúc ấy mẹ mình chưa đi làm về thì thường thì mình sẽ phải đợi. Cuộc sống thì có thể là nó sẽ thiếu thốn tình cảm hơn. Nhưng mà mình nghĩ là với cái tính cách của mình ấy, thì mình chỉ cảm thấy buồn thời gian đầu thôi. Còn về sau khi mình quen rồi thì mình không còn thấy như vậy nữa. Mình cảm thấy cuộc sống nó như bình thường. Mình mong muốn nhất là hiện tại là mong mẹ luôn giữ gìn được sức khỏe. Mình nghĩ là có sức khỏe là sẽ có tất cả. Thế nên là chỉ mong sức khỏe mẹ luôn mạnh khỏe thôi. À, mình hy vọng là sau này khi mẹ mình về hưu ấy, thì sẽ kiếm được một công việc nhẹ nhàng hơn và bớt nguy hiểm đi. Nghĩ là những cái lời nói thì nó sẽ không thể hiện được ý nghĩa. Mình nghĩ là trong cái thời gian mà mình sống với mẹ ấy, thì cái việc làm của mình sẽ chứng minh điều đấy. Thì mình sẽ không cần nói gì nhiều. Mình nghĩ là cái lời mà có thể nói với mẹ là chỉ là cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ vì tất cả.